Danh ca Elvis Phương đắm đuối nước mắt một loài hoa. Danh ca Elvis Phương tên là Phạm Ngọc Phương, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông là con trai trưởng trong một gia đình có 10 người con. Vì vậy, người cha thành đạt với nghề kiến trúc sư mong muốn con trai trưởng trở thành thầu khoán để có điều kiện chăm lo cho 8 em gái và một em trai. Thế nhưng, chàng thanh niên Phạm Ngọc Phương lại thần tượng ngôi sao Mỹ Elvis Presley nên lén lút rèn luyện năng khiếu âm nhạc và lấy nghệ danh Elvis Phương. Có lần, phát hiện Elvis Phương đang bắt chước phong cách biểu diễn của Elvis Presley, người cha đã đập nát cây đàn guitar và giáng cho con trai trưởng một trận đòn chí tử. Năm 16 tuổi, Elvis Phương bước lên sân khấu với tiết mục đầu tiên là ca khúc Nửa đêm ngoài phố, một bản nhạc trữ tình, nhưng lại hát theo kiểu nhạc rock. Sự táo bạo và mới mẻ của Elvis Phương rất được công chúng hào hứng đón nhận. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia ban nhạc Phượng Hoàng với hai nhạc sĩ trụ cột là Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang, lúc đó ông mới thực sự có được chỗ đứng nghề nghiệp. Từng khiến thân phụ thất vọng vì không chịu làm thầu khoán, Elvis Phương tuổi đôi mươi chuộc lỗi bằng cách cưới vợ sớm. Theo sự mai mối của dòng họ, người vợ là một thiếu nữ Đà Lạt đã sinh cho Elvis Phương 3 người con. Năm 70, vợ ông không may qua đời trong một tai nạn giao thông. 25 tuổi góa vợ, Elvis Phương một mình nuôi con. Nổi tiếng và tài hoa, Elvis Phương được sự mến mộ của nhiều mỹ nhân. Có thời gian Elvis Phương gá nghĩa cùng người đẹp tên Lộc. Trong số những cuộc tình miên man khổ lụy, có một người phụ nữ đã viết một lá thư cho Elvis Phương mà ông cất giữ cẩn thận như một kỷ niệm nhói buốt. Trong lá thư bày tỏ, yêu anh là đi vào vùng giông bão đầy dẫy gian nan, đầy dẫy buồn phiền. Bởi yêu anh nên em khổ sở trăm bề, gian nan ngàn chuyện. Không biết rồi đây cuộc đời em, cuộc đời người đàn bà yêu thương anh hết lòng, không tính toán, không mảy may ân hận đến giây phút cuối đời, em có được gần anh. Anh ơi, nỗi nhớ anh làm người em như mê đi, nước mắt em giàn giụa hàng đêm. Nhìn lại những tơ vương thời thanh xuân, Elvis Phương thú nhận, người đời có thể kết án tôi là một kẻ lăng nhăng, một người không trung thủy. Những cuộc phiêu lưu tình ái không chỉ mang đến cho tôi giây phút thần tiên mà còn kèm theo biết bao nhiêu dằn vặt đắng cay. Có những người âm thầm rời đi, nhưng có bao nhiêu người đến và ở lại trong tôi khiến nhiều cơn sóng ngầm, sóng nhỏ, sóng lớn nổi lên. Tôi không bao giờ tự hào về những việc này và cũng không xấu hổ vì nó. Tôi chỉ nói lên sự thật mà có nhiều người vẫn giấu giếm và che đậy mà thôi. Tôi công nhận bản thân mình là một người yếu đuối, một nghệ sĩ bị âm nhạc chi phối từ thuở nhỏ nên bản tính yếu mềm, thiếu cứng rắn trong các quyết định. Tôi luôn mong ước được đắm mình trong sự dịu dàng trìu mến của người đàn bà. Chỉ có như vậy tâm hồn tôi mới được thảnh thơi, đầu óc tôi mới được thả trôi trong tiếng nhạc lời ca mà tôi đã theo đuổi suốt đời. Năm 1975, Elvis Phương đưa 3 đứa con sang Pháp rồi qua Mỹ định cư. Những ngày khởi nghiệp trở lại trên đất khách quê người, Elvis Phương luôn mang tâm trạng chán trường, buồn bã. Thế nhưng trong một lần đến thăm người bạn ở bang Texas, ông đã gặp Lệ Hoa, một cô gái trẻ hơn nhiều tuổi. Khoảnh khắc ấy, được ông hồi tưởng, tôi còn nhớ như in ngày tôi bị cú sét ái tình vào năm 80, con tim tôi đã rung động trước một người con gái xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Khi nhìn vào ánh mắt, nụ cười và cái miệng duyên dáng nói chuyện huyên thuyên, tôi đã yêu Lệ Hoa ngay từ phút giây đầu tiên, là định mệnh không thể nói khác hơn. Đó là định mệnh. Người đẹp Lệ Hoa đã thay đổi cuộc đời danh ca Elvis Phương. Khi bà xuất hiện, ông được rung động để rồi quyết tâm tìm lại hơi ấm hạnh phúc. Hễ biểu diễn ở chỗ nào, ông đều gọi điện thoại mời Lệ Hoa đến xem. Ông nhớ lại, ngày đó tôi ấn tượng với Lệ Hoa vì cô ấy ăn mặc giản dị, không son phấn, không trưng diện. Những người đi nghe tôi hát thường sửa soạn son phấn nhưng Lệ Hoa lại giản dị nên nổi bật hẳn trong đám đông. Lệ Hoa nói chuyện dễ thương, có duyên nên tôi mới thích. Năm 82, danh ca Elvis Phương làm đám cưới với Lệ Hoa, dọn về California làm vợ kế của một giọng ca thượng thặng. Lệ Hoa không chỉ nhanh chóng thành đạt trong giới thương gia địa ốc mà còn hỗ trợ chồng tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật. Cưới được người đẹp Lệ Hoa, danh ca Elvis Phương xác định tháng ngày sóng gió vật vờ đã trôi qua. Ông giống như con ngựa hoang thật sự dừng chân vì đã cảm nhận được những điều mình khao khát bấy lâu ở người bạn đời hiện tại. Lệ Hoa sinh cho Elvis Phương thêm một người con trai. Khi tổ ấm lý tưởng đang rực rỡ, một sự cố xảy ra. Đầu năm 98, danh ca Elvis Phương đang biểu diễn trên sân khấu bỗng ngã quỵ xuống vì một cơn đau tim. Cũng may nhờ được cấp cứu kịp thời, ông không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sức khỏe suy sụp. Thương chồng, bà Lệ Hoa dừng mọi công việc kinh doanh ở Mỹ để đưa danh ca về Việt Nam an dưỡng. Sau một thời gian ngắn sinh sống ở Nha Trang, vợ chồng danh ca Elvis Phương quyết định hồi hương. Họ mua một căn biệt thự tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và cùng an trú trên đất đai chôn rau cắt rốn. Hơn 20 năm qua, danh ca Elvis Phương ung dung hòa nhập đời sống giải trí Việt Nam với sự sát cánh của người vợ Lệ Hoa. Trong cuốn hồi ký dòng đời vừa xuất bản, Elvis Phương diễn giải tên gọi Lệ Hoa của vợ mình là nước mắt một loài hoa và dành cho vợ những lời âu yếm. Tôi đã chọn người đi với mình mọi lúc mọi nơi, quyết chí không buông tay, không rời nhau nửa bước. Vợ tôi chính là người đã giúp tôi bước ra khỏi cuộc đời tẻ nhạt trước kia và tạo ra cảm hứng mỗi ngày cho công việc của tôi được thăng hoa để có thể tiếp tục hát cho khán giả nghe đến tận bây giờ.
Mọi chuyện lớn nhỏ, Lễ Hoa đều một mình gồng gánh chịu đựng tất cả để tôi có thể chuyên tâm vào việc hát ca. Những năm tháng trôi qua, chúng tôi đã có nhau, yêu thương và lo cho nhau. Đúng hơn là Lễ Hoa luôn lo cho tôi. Vợ tôi luôn hiểu và biết chồng mình muốn gì, cần gì, để rồi vừa âm thầm lo liệu vừa thiết tha mong cầu cho khát vọng của chồng mình sớm thành hiện thực. Danh ca chia sẻ, hiện tại em Viết Phương tuổi 80 cùng người vợ Lễ Hoa vẫn khăng khít như hình với bóng. Khi được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân hơn 40 năm qua, ông chia sẻ, người ta thường nói vợ chồng ở với nhau lâu quá sẽ dễ chán, rồi tình cảm phai nhạt không còn như xưa. Nhưng chúng tôi thì không, càng ở lại càng thấy tình cảm sâu đậm. Vợ tôi cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, không bao giờ có kiểu giận hờn nhõng nhẽo. Chúng tôi lúc nào cũng ríu rít trò chuyện. Sống đến độ tuổi này, điều vui nhất, hạnh phúc nhất của người đàn ông là lúc nào cũng có vợ kế bên, cả hai cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Tôi cũng nói với bà xã rằng nếu ngày nào đó tôi biết mình sắp ra đi, tôi sẽ dáng hết sức hát vài câu rồi hôn vợ một cái, sau đó mới thanh thản ra đi. En Viết Phương nói. Tuổi U80, En Viết Phương vẫn nhảy máu lửa, vui tính như thanh niên. Tại Live Concert Mắt Biếc, danh ca En Viết Phương hát nhảy trên sân khấu, khiến khán giả thích thú. Ít ai nghĩ ông đã 78 tuổi. Mắt Biếc là chương trình kỷ niệm 60 năm tình ca Ngô Thụy Miên, diễn ra vào tối 12-13 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Live Concert kể câu chuyện tình yêu đẹp của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua 3 chương, Chiều Nay Không Có Em, Giấu Tình Sầu và Riêng Một Góc Trời. Câu chuyện tình yêu của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được kể qua những bản tình khúc Chiều Nay Không Có Em, Lê Việt Anh, Giọt Nắng Hồng, Diệu Thúy, Giấc Mơ, Bài Tình Ca Cho Em, Tuấn Hòa, Bản Tình Cuối, Phương Anh, Giọt Nước Mắt Ngà, Ngân Thùy, Tình Khúc Tháng 6, Việt Anh. Không chỉ được thưởng thức những tình khúc nổi tiếng Ngô Thụy Miên, khán giả như được quay trở lại thời trẻ của nhạc sĩ qua phần hát kết hợp diễn xuất của ca sĩ Lê Việt Anh, ca sĩ Tuấn Hòa tái hiện hình ảnh nhạc sĩ khi còn là chàng trai trẻ, trải lòng mình bên những phím đàn. Ngô Thụy Miên dành nhiều tình yêu cho vợ mình là Đoàn Thanh Vân. Năm 1973, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân đính hôn, đám cưới của họ dự định tổ chức sau khi Đoàn Thanh Vân tốt nghiệp đại học. Thế nhưng vì cuộc sống có nhiều thay đổi, cô Đoàn Thanh Vân theo gia đình qua nước ngoài định cư mà không kịp nói lời dã biệt. Trong nhiều năm chia xa, chàng trai Ngô Thụy Miên ngẩn ngơ thương nhớ, khắc khoải mong chờ, anh du hồn mình trong âm nhạc để tự tình. Ngoài những ca khúc tự viết lời, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có nhiều sáng tác phổ thơ của nhà thơ Nguyên Sa rất nổi tiếng. Có thể nói trong nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa có một chỗ đứng đặc biệt. Những ca khúc như Ở Nơi Nào Em Có Nhớ, Tuấn Anh, Paris Có Gì Lạ Không Em, Huy Quyết, Diệu Thúy, Giấu Tình Sầu, Diệu Thúy, Mắt Biếc, Nhật Trường, Huy Quyết, Chí Anh, Nỗi Đau Muộn Màng, Bách Nguyễn, Tình Khúc Buồn, Ngọc Trâm đều mang những tâm sự rất riêng của tác giả. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức tiếng hát Phương Phương Thảo cùng các ca khúc Một Cõi Tình Phai, Nỗi Đau Từ Đấy, Biển Và Em. Nữ ca sĩ chia sẻ, mình rất hạnh phúc khi được hát trong đêm nhạc Mắt Biếc. Đặc biệt, bài hát Biển Và Em lần đầu tiên được cô thể hiện đã đón nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Một giọng ca được đón đợi nhất chương trình Mắt Biếc là danh ca En Viết Phương. Trong chương trình, danh ca En Viết Phương thể hiện Riêng Một Góc Trời, Niệm Khúc Cuối, Áo Lụa Hà Đông. En Viết Phương là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi có chất giọng phù hợp với nhiều dòng nhạc khác nhau, đã từng đứng trên hàng trăm ngàn sân khấu khắp thế giới trong hơn 60 năm qua, nhưng hát trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội, danh ca En Viết Phương vẫn có cảm xúc đặc biệt. En Viết Phương chia sẻ, trong bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa thu thường đẹp nhất, đặc biệt trên đất nước Việt Nam, không có nơi nào mùa thu đẹp bằng mùa thu Hà Nội. En Viết Phương có may mắn ra Hà Nội đúng mùa thu đẹp này, hát những tình khúc lãng mạn của anh Ngô Thụy Miên. Trong chương trình, do Nguyễn Quang, con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín làm tổng đạo diễn, tôi thấy xúc động và không còn niềm vui nào lớn hơn nữa. Nhạc của Ngô Thụy Miên đều là nhạc tình, anh thường viết những ca khúc vào mùa thu, cảm xúc lãng mạn. Với En Viết Phương nói đến nhạc tình, nói đến anh Ngô Thụy Miên là số 1. Danh ca En Viết Phương chia sẻ. Nam danh ca chia sẻ dự định gặp và xin phép nhạc sĩ Ngô Thụy Miên được làm album những bài hát Ngô Thụy Miên mà En Viết Phương yêu thích. Đặc biệt trong phần giao lưu, khi MC Hóm Hình gọi danh ca bằng cụ bởi En Viết Phương năm nay đã 78 tuổi, ông liền giả giọng của người già. Sau đó nhạc sĩ Nguyễn Quang đàn, En Viết Phương hát và nhảy vô cùng trẻ trung, khiến người xem vô cùng phấn khích. Để En Viết Phương hát bài này, xem có còn ai gọi bằng cụ không nhé. Nam danh ca hài hước nói. Ở tuổi 78, nam danh ca En Viết Phương vẫn hoàn toàn chinh phục khán giả bởi giọng hát nam tính tròn đầy sắc nét cùng phong cách biểu diễn lôi cuốn, tính cách của ông cũng khá thanh niên. Phần biểu diễn Áo Lụa Hà Đông của danh ca En Viết Phương khép lại chương trình, để lại cho khán giả thật nhiều dư âm. Có thể nói rằng, tổng đạo diễn chương trình Mắt Biếc, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã thổi một làn gió mới vào những bản nhạc tình khúc Ngô Thụy Miên qua việc lựa chọn ca khúc, phối khí, dàn dựng. Anh cũng chia sẻ về cách mình hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ. Tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm, nâng đỡ cho các bạn trẻ đi hát rất lâu, giọng hát rất hay mà ít người biết đến. Tôi muốn giới thiệu họ với khán giả và mong khán giả mở rộng vòng tay, đón nhận những giọng ca trẻ để các em có thêm nhiều kinh nghiệm và tỏa sáng trên sân khấu. Nguyễn Quang tâm sự.